đâu là cái tên vàng trong làng trò chơi kỳ lạ và đáng sợ nhất thế giới, khiến người chơi đau tim và cận kề cái chết. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 10 Huyền Bí. Bạn thân mến, bạn có dám lặn xuống nước bao xung quanh là loài động vật săn mồi nguy hiểm nhất đại dương? Cũng là đi bộ mà sao đi bộ này nó lạ lắm, sai một ly là đi một kiếp người như chơi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng với Top 10 Huyền Bí bước vào thế giới trò chơi để xem 8 trò chơi điên rồ, kỳ lạ và đáng sợ nhất nhé. Đầu tiên là thử thách Toss Mudder. Bạn có dám chạy hơn 16 km trong bùn, vượt bể nước đá, trèo qua những bức tường cao hơn 3 mét, nhảy qua vòng lửa và cuối cùng là bò qua những cánh đồng trăng đầy dây điện 10.000 V, cao gấp 2 lần con số khuyến cáo cho hàng rào gia súc. Những trải nghiệm này không dễ chịu chút nào, nhưng đã có nửa triệu người tham gia thử thách Toss Mudder. Toss Mudder là đứa con tinh thần của một cựu nhân viên chống khủng bố, Windin. Trò chơi này không phân loại người tham gia, không có người chiến thắng và cũng không có sự cạnh tranh. Nó để giúp bạn thách thức bản thân bất cứ khi nào bạn muốn, miễn bạn đủ 18 tuổi trở lên là được. Thực tế, bạn chỉ được thông báo về những gì bạn phải trải qua một ngày trước khi bắt đầu. Điều này cũng là một thử thách tính chịu đựng trong cuộc đua. Bắt đầu cuộc đua, đơn giản chỉ là chạy mà thôi. Nghe cũng đơn giản hơn đan rổ, cuộc thi này 10 điểm. Có nhưng, bạn sẽ nhanh chóng chuyển sang những thử thách cam go nhất, như là trườn bò trong bùn dưới dây thép gai điện, leo lên một cái ống lớn đã được làm trơn bằng bùn, và cuối cùng là thử thách sốc điện với cường độ 10.000 V. Trước khi bắt đầu, những người tham gia phải tuyên thệ những câu kiểu như là: "Tôi hiểu rằng Toss Mudder không phải là một cuộc đua mà là một thách thức. Tôi phải coi trọng tinh thần đồng loại trước khi bắt đầu cuộc đua." Hoặc là câu: "Tôi không rên rỉ, không rên rỉ." Bạn có muốn trả 80 đến 200 đô, tức là khoảng gần 2 triệu cho đến 5 triệu đồng để tham gia cuộc đua này không? Nghe thì chắc có người bảo có điên thì mới trả tiền để chạy trong bùn, nhưng trò chơi sau đây mới là điên rồ nhất quả đất đây này. Trò chơi điên rồ nhất thế giới. Tagada được xem như là trò chơi nguy hiểm nhất và điên rồ nhất từng được phát minh trong công viên giải trí. Có một lời khuyên dành cho các tấm chiếu mới khi chơi trò Tagada, đó là nên buộc quần thật chặt hoặc là dùng thêm thắt lưng cho nó chắc. Nhỡ đâu đang chơi tụt quần như kia thì sao? Bạn sẽ ngồi trên một vòng tròn lớn có hình chiếc bát, tay bám vào thanh kim loại. Khi nhạc nổi lên thì bạn sẽ không quẩy, mà cái bát nó quẩy theo kiểu quay vòng và tạo lực đẩy. Chỉ một giây trượt tay thôi thì bạn sẽ bị những cú lắc mạnh hất khỏi chỗ ngồi. Bí kíp là bám vào thanh kim loại để không bị rơi ra. Nhưng nhiều lúc thì cũng bám, nhưng bám như không mà thôi. Giống mấy anh chị trong video này này. Không biết bạn đã chơi trò tàu lượn siêu tốc bao giờ chưa? Cảm giác lúc ấy sẽ kinh hoàng như là khi chơi tàu lượn siêu tốc vậy đó. Cơ mà cũng giúp bạn xem sức chịu đựng của bản thân đến đâu. Ban đầu thì họ có thể chỉ cho chiếc bát quay nhẹ nhàng với vài lần nảy lên, nhưng cũng có thể bắt bạn đập lên đập xuống không ngừng nghỉ trong vòng 10 phút. Bạn cố gắng lấy lại cân bằng trong vô vọng, cố gắng giữ hình ảnh, mặt mũi, đầu tóc. Nhưng mà làm gì còn nữa mà giữ. Trò Tagada này bị cấm ở Mỹ và Australia, nhưng lại phổ biến ở Anh với lại Thụy Sĩ. Được chào đón nhiệt tình ở Hàn Quốc và Myanmar. Và ở Việt Nam cũng có. Ví dụ như ở khu du lịch đảo Ngọc Xanh, Thanh Thủy, Phú Thọ. Không biết đã có bạn nào thử chơi chưa nhở? Nhưng trò khiến bạn phải thốt lên ối rồi ôi nhất là trò chơi trong ảnh đại diện kia cơ. Devil's Wheel. Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn với trò bánh xe của quỷ tại lễ hội bia Oktoberfest ở Munich của Đức. Ông trời tạo ra địa chấn và cái bệ xoay siêu to khổng lồ kia chính là điểm nhấn. Người chơi sẽ phải ngồi trên đó, người ngồi lâu nhất sẽ thắng. Người vận hành sẽ đưa ra mệnh lệnh như là: các cô gái từ 20 đến 25 tuổi hãy ngồi lên bệ xoay. Lúc đó thì các cô gái thi nhau chạy dọc chỗ bệ xoay và ngồi xuống. Nhưng để mà thắng được trò này nó đâu có dễ dàng. Mục tiêu chính của Devil's Wheel chính là làm cho bạn văng ra khỏi bệ xoay, mang lại sự giải trí cho chúng tôi. Nên mới đầu, người vận hành còn cho bệ xoay xoay chậm, sau đó cứ nhanh dần, tùy vào tâm trạng, lúc vui, lúc buồn, lúc phấn khích, làm người chơi văng ra ngoài, có khi rời luôn cả cái net đi chứ. Đến cuối còn tầm 3-4 người nữa thì bonus thêm quả bóng đung đưa từ bên này qua bên khác và sấp mặt người chơi,
rồi thì tung dây thừng vào, quắn quéo tay chân luôn. Chơi xong thì cũng xả stress mà cũng hết hồn chim én lượn. Các bạn ạ, nhiều lúc mình cứ thắc mắc 11 người tranh nhau quả bóng trên sân có gì hay ho, cho tới khi thấy 20 người tranh nhau miếng phô mai như trò chơi sau đây. Vồ phô mai ở đồi. Khoảng 20 người bất chấp nguy hiểm chạy xuống dốc để đuổi theo tảng phô mai. Chào mừng bạn đến với lễ hội Vồ phô mai nguy hiểm bậc nhất thế giới, có từ thế kỷ thứ 15, được tổ chức thường niên tại đồi Cooper của nước Anh vào dịp nghỉ lễ Bank Holiday mùa xuân, tức là dịp mà các ngân hàng đóng cửa để nhân viên nghỉ ngơi, thường là thứ hai cuối cùng của tháng 5. Cách thức của lễ hội này thì cũng đơn giản thôi. Tảng phô mai Gloucester chứ danh to như lốp xe lít, nặng từ 3 đến 5kg, được bọc gỗ, được trang trí khá là đẹp mắt. Sau đó, ban tổ chức sẽ thả nó lăn từ đỉnh đồi trên con dốc thẳng đứng dài khoảng 200m. Người chơi có nhiệm vụ đuổi theo tảng phô mai. Ai vồ chúng thì sẽ trở thành người thắng cuộc. Nghe đơn giản quá đúng không các bạn? Nhưng sự thật là, tảng phô mai có thể đạt vận tốc 112km/h. Để giành chiến thắng, bạn phải chạy bán sống bán chết và không thể tránh khỏi việc vấp ngã hoặc là lăn tròn từ đỉnh đồi xuống, tranh tảng phô mai với khoảng 20 người khác. Bất chấp thương tích, tranh miếng phô mai bằng cả tính mạng. Bạn nghĩ ắt hẳn giải thưởng sẽ lớn lắm. Nhưng không hề nha, tảng phô mai kia chính là phần thưởng. Chỉ có thế thôi nha các bạn ơi. Vì quá nguy hiểm, trong một số năm, ban tổ chức đã tạm thay thế tảng phô mai bằng chất liệu nhẹ hơn để giảm tốc độ lăn. Ngoài ra, hàng rào phân cách cũng được quản lý nghiêm ngặt để người chơi hoặc tảng phô mai không làm bất cứ khán giả nào bị thương. Bên cạnh đó, xe cứu thương cũng được chuẩn bị từ trước, sẵn sàng sơ cứu cho vô số trường hợp gãy xương hay là chật đốt sống cổ. Nhẹ nhàng hơn thì chảy xước. Nói chung là chỉ đứng xem thôi thì cũng thấy đau đớn dùm cho những người tham gia rồi. Bạn mà đủ can đảm tham gia trò này thì comment số 1 bên dưới nhé. Đi bộ trên không trung. Đây là bộ môn dành cho người máu liều nhiều hơn máu não. Đi trên một sợi dây nhỏ xíu từ bên nọ qua bên kia. Một khi đã là đam mê thì không ai cản nổi. Nhiều người thách thức thần chết khi bất chấp đi trên sợi dây, bên dưới là vực sâu không đáy. Bước sai một ly thôi là tháng về 2 lần, kèm theo nải chuối và con gà luôn đấy. Cặp đôi liều lĩnh Rafael Bridi đến từ Brazil và Alexander Skun đến từ Đức đã phá vỡ kỷ lục Guinness, đi bộ thăng bằng trên dây vắt ngang ngọn núi lửa đang hoạt động, cao 361m so với mực nước biển, đã phun trào không ngừng kể từ năm 1774, nằm trên đảo Tana thuộc Thái Bình Dương. Sợi dây cáp cột chặt hai đầu, bắc ngang qua miệng núi lửa và thử thách của hai người đàn ông là đi bộ thăng bằng ở độ cao 42m trên miệng núi lửa từ đầu bên này sang đầu bên kia. Thay vì dùng dây thừng, họ phải dùng dây cáp hoặc dây đai polyester. Cơ mà dây dù chắc đến mấy thì cũng không giữ nổi chân hai người đàn ông. Bất kỳ chuyển động nào cũng đều khiến sợi dây lắc lư. Cuối cùng, cả hai đã thành công bước đi trên đoạn dây dài 260m. Ở dưới thì dung nham bắn lên tung tóe, khói bốc lên nghi ngút. Thật là một cảnh tượng ngoạn mục. Không kém cạnh là trường hợp ở độ cao 840m trên đôi giày cao gót màu hồng đậm giữa những dãy núi cao nổi tiếng Pedro Gavea lồng lộng gió. Cô gái Fetdiki nhẹ nhàng, điềm tĩnh lướt trên sợi dây mảnh dưới sự chứng kiến của nhiều người dân Brazil. Đứng ở độ cao 840m nhìn xuống thì cô ấy cũng bị choáng ngợp nữa là chúng ta. Mạng sống của Fet chỉ được bảo hiểm bằng một sợi dây thừng ngắn mà thôi. Đôi giày cao gót mà Fet sử dụng trong thử thách này là một đôi giày mà cô đã phải rất vất vả tìm kiếm, bởi đó buộc phải là một đôi giày với trọng tâm và cỡ gót hoàn hảo. Cũng là chơi trên núi lửa mà trò sau đây nó lạ lắm các bạn ạ. Đường trượt tử thần trên núi lửa. Cerro Negro là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Nicaragua, trẻ nhất Trung Mỹ, với tổng cộng 23 lần phun trào, là nơi duy nhất trên thế giới mà bạn có thể trượt ván trên sườn cát của một ngọn núi lửa đang hoạt động. Bất chấp cảnh báo nó có thể beautiful bất cứ lúc nào, những kẻ liều mạng vẫn ngồi vào ván trượt, thả trôi xuống dưới trên đường đua tử thần với vận tốc lên tới 95km/h. Nếu muốn thì bạn sẽ phải leo bộ lên đỉnh núi cao 728m, đồng thời mặc đồ bảo hộ dày giúp cơ thể chống chọi với những tai nạn ập tới bất chợt,
như là than núi lửa có thể phun trào bất ngờ và không quên đeo kính để chống bụi cho lửa vào mắt và để quan sát đường. Chứ kiểu nhắm mắt tao cũng đi được thì đi về miền cực lạc như chơi. Bạn chỉ mất 40 giây thanh xuân để trượt ở độ cao 728m xuống. Muốn dừng lại, bạn chỉ cần dùng phanh bằng cơm, cụ thể là lấy chân làm phanh, giảm tốc độ từ từ. Ngoài ra, thiết bị dùng để trượt khá thô sơ, chỉ là một mảnh ván ép thô được bọc bằng kim loại và formica. Dù nguy hiểm nhưng những người vì mê tốc độ cứ đâm đầu và mất 30 USD, tương đương hơn 730 cành cho một lần chơi. Quay ngược lại thời điểm năm 2004, một thanh niên tên là Daryl Webber liều mình chui vào tủ lạnh mini lấy từ khách sạn, rồi ngồi lên và trượt xuống. Chắc nghĩ trẻ không chơi, già đổ đốn đây mà. Cơ mà cũng vì thế mà dấy lên niềm đam mê bất tận của những người thích cảm giác mạnh để ra lò trò chơi có 102. Đây cũng là cơ hội kiếm cơm cho người dân địa phương, có thể kiếm được gần 500.000 đồng từ công việc giúp mang đồ của du khách lên núi lửa. Tiếp theo là trò lặn lồng cùng với cá mập. Trò chơi này thì cũng hết sức nhẹ nhàng thôi, rất là thư giãn khi được lặn cùng với loài động vật săn mồi nguy hiểm nhất đại dương. Bạn sẽ đứng vào chiếc lồng sắt lớn, mặc đồ lặn dày, đeo đai an toàn, rồi được từ từ di chuyển xuống 50m dưới mực nước biển, nơi những con cá mập dài 2-5m thường lao từ dưới lên để kiếm ăn trong khoảng thời gian 45-90 phút. Những con cá không hề hung hãn và đáng sợ đâu nha. Nó rất hiền, chỉ là rủ nhau bơi xung quanh lồng. Thỉnh thoảng cạp một phát vào lồng với lực tấn công cực mạnh để test độ sắc của hàm răng nhọn thôi. Khám tim chơi chơi cho bạn thôi đó mà. Đó là mục đích phụ, còn mục đích chính là cố gắng phá nát chiếc lồng kim loại. Ai muốn được cảm giác nhiều cá mập theo đuổi thì tới đảo Guadalupe ở Mexico, nơi được mệnh danh là thánh địa của loài cá mập trắng khổng lồ. Chê chưa đủ kích thích, Hiệp hội những người thám hiểm dưới nước cung cấp các tour lặn cùng cá mập ở độ sâu 12m dưới nước tại quần đảo Bahamas. Nhưng lúc này không còn lồng sắt nào nữa, mà bạn sẽ được trực tiếp chạm vào cá mập lúc nó bị khống chế và rơi vào trạng thái bất động tạm thời. Nhiều người hỏi, thế lúc đang chạm mà nó tỉnh thì sao? Thì các bạn tự biết cái kết rồi chứ không cần phải hỏi đâu. Tổng thiệt hại một lần đi là 200 đô một người, tương đương gần 5 triệu đồng. Bộ môn thể thao chết người nhất trên thế giới. Base jumping được coi là một môn thể thao chết người nhất vì có mức độ rủi ro không thể đùa được. Vào một ngày đẹp trời, Giang Cư Mận đã được fan đứng tim khi chứng kiến cảnh cả nhóm người lao xuống từ vách núi. Tìm hiểu ra mới biết, hóa ra họ đang tham gia base jumping. Người chơi thả thân tự do từ nóc các tòa cao ốc, cầu hoặc là vách đá dựng đứng, sau đó uốn lượn trong không trung rồi tiếp đất bằng dù. Mặc lên trang phục đặc biệt tên là wingsuit, trùm toàn thân, tạo cho họ đà nhảy trong không khí. Với hai cánh tay dang thẳng ra hai bên, người chơi đâm bổ xuống dưới trông tựa như con rơi khổng lồ, nên được ưu ái gọi là người rơi. Hai địa điểm vàng của bộ môn này là Thụy Sĩ và Na Uy, đông nhất vẫn là Lauterbrunnen, ngôi làng được coi là thánh địa của dân chơi cảm giác mạnh. Với những vách đá cao ngất, dựng đứng đến 1.000m, họ còn tổ chức cuộc thi World Cup cho nhảy base jumping thì bạn hiểu luôn là nhiều người cuồng nhảy đến thế nào rồi đấy. Các bạn ạ, bất cứ ai nhảy không đúng kỹ thuật hay không phán định đúng sức gió sẽ bị va người vào vách đá và có thể dẫn đến tử vong. Người nhảy base phải vượt qua hai trở ngại lớn mà người nhảy dù thường không gặp phải, đó là độ cao thấp và khoảng cách gần đối tượng mà họ đang nhảy. Theo thống kê tính đến nay, đã có hơn 300 vụ tử vong có nguyên nhân từ hoạt động giải trí này. Vào tháng 8 năm 2016, vận động viên thể thao mạo hiểm người Italy Armin Skimider tử nạn do nhảy base từ dãy núi Dolomites thuộc một phần của vùng núi Alper, Thụy Sĩ, ở độ cao khoảng 3.000 cho đến 3.342m. Đặc biệt trước khi gặp nạn, chàng trai 28 tuổi còn sử dụng tính năng livestream trên Facebook để ghi lại trải nghiệm của mình. Chính vì thế, tiếng hét thất thanh trong những phút cuối đời của Armin đã khiến nhiều người không khỏi ám ảnh và đau xót. Ở Đức, bắt buộc bạn phải có giấy phép cho mỗi lần nhảy base, đồng thời địa điểm nhảy và khu vực hạ cánh cũng phải được phê chuẩn. Còn ở Thụy Sĩ thì cứ thích là nhích thôi nha. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã theo dõi video đến giây phút này.
Trong những trò chơi kỳ lạ trên đây thì bạn muốn chơi trò nào nhất? Hãy để lại comment phía bên dưới cho chúng mình cùng biết với nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo. Bye bye!